Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Kính thưa quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân, quý anh chị em huynh đệ xa gần, quý anh chị em huynh đệ mắt kính nhìn cuộc đời Canada. Hôm nay em đến khảo sát ở cái căn nhà với anh em đồng thầy thợ cũng đã mần sắp xong. Hôm nay em ghi lại một đoạn video này để gửi cho quý anh chị xem căn nhà chúng ta mần đã sắp xong rồi. Đấy, bây giờ ở ngoài cửa em bước vào phía bên trong căn nhà đây, cũng sắp xong rồi thì chúng ta sẽ quét vôi, là ngay tường cũng trắng rồi, khô rồi, mấy ngoài bị mưa nước ngập nó còn ướt, mấy trong thì cũng khô rồi, giờ để quét vôi nữa thì đã xong. Vậy thì cũng quay ra một đoạn, đây là cái phòng ngủ, đây ra nhà sau. Em này tính mần ra khúc nữa ngoài sau nữa mà cái khả năng nó, điều kiện nó chưa mần được, bây giờ nó chậm lại. Đây là kết thúc phần của mình đã xây cho là 32 m². Thì em nó đây cái phía cầu sông. Thì em cũng đã có phụ vô, mình mần về ngang 4 thước, dài 8 thước là 32 m². Còn em nó phụ vô về ngang 4 thước 5. Thì chiều dài 8 thước thì nó cũng ra 40 thước, 40 mấy thước. Thì cũng có kẹ. Thì em nó phụ tiền vô, phần khúc sau nó chưa khả năng, nó chưa mặn nữa. Thì em cũng quay đoạn video này cho quý anh chị em, quý nhà hảo tâm, mắt thân nhìn cuộc đời xem qua. Đây là cái phần trên nóc nhà. Đấy, cũng đã sắp xong rồi. Trong thời gian quý anh em chị em chờ đợi, hôm nay chúng ta cái màn sắp xong rồi, thì em ghi đoạn video này gửi cho quý anh chị em được xem qua. Nam Mô A Di Đà Phật.